chạy cố chờ thằng này nó sơ hở đã. Bắn kinh quá, kinh nghiệm quá. Đấy, bắt bắt đầu ngay 1-4. Thằng này nó chuyên solo mà. 1-3 nhỉ. Được sao? Một ba hay 1-4 đây nè. 1-4 à. Nhiều rồi. 2-4 à. Cảm ơn Thu Hằng xin gái đã ủng hộ sao cho kênh nhá. Quả đấy nó buộc phải đua ăn thôi, vì S2 thì nó cũng không đủ đam để giết. Delay. Đúng góc. Đó thật. Mít nhà. Xa lắm. Tí kiểu gì đó mà chui xuống đây. Không có về nàn. Thank you.
chốt hay chưa? Không chốt luôn. Còn chốt hơn được. Chui góc luôn, chui hố luôn, xuống không? Vẫn là một pha mình. Anh nhớ rồi, 3 năm à. Cứ nghĩ là win game đấy, hóa ra đã phải hay. Không chốt, quyết định là không chốt đấy. Vẫn quyết định là không chốt, bung nó là. Chú máu bạn không dám chốt, ghép thật. Ôi thiệt, thiệt. Nhầm lực à? Nếu màn phải là đây, 30 phải là đây. Chào Hoàng Bùi nhá. Chắc chắn quá. Kinh thật, không chết nè. Đấy. 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 Đấy.
Ui, chết. Trốn vào tận cùng hang hốc ngọn hẻm rồi. Ôi trời ơi, được luôn, sợ chưa? Còn đấy là đai này. Lên tầm khoảng nhỏ 10 thì mình không phải lan tan, hút luôn.